Mẹ nghe con mới nói chuyện điện thoại với ai phải không? Dạ, là bạn con à. Bạn hay ai? Mẹ, con cũng cần có quyền tự do của riêng con chứ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bây giờ cứ ở nhà nghỉ ngơi vài bữa đi, rồi đi làm thủ tục, qua bên đó học thêm vài năm nữa. Mẹ muốn sau này con về con làm được những điều lớn lao mà người ta nhìn vô người ta phải nể phục, chứ không phải đi bán cơm như mẹ, hiểu không? Con biết là mẹ muốn tốt cho con, nhưng mà thật sự là con không muốn đặt mục tiêu lớn lao như vậy đâu. Con có quyết tâm thì làm gì cũng được hết á. Nhưng mà con cảm thấy mình rất là áp lực. Có những lúc con chỉ muốn là được trồng rau, được sống một cuộc sống giản dị ở trang trại thôi à. Thôi nha, đừng có nhắc tới trang trại với mẹ, mẹ ghét lắm. Mẹ, đi ngủ đi. Thật ra cô đã biết được chuyện gì của Dân vậy? Cô nói đi. Dân là bạn gái của anh. Anh ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy mà vẫn không hiểu gì về cô ấy. Cô đừng giấu dài nữa. Nếu như cô không nói, tôi đi về đây. Anh Nam, Dân giấu anh nhiều chuyện lắm, anh có biết không? Dân chưa bao giờ dắt anh về ra mắt mẹ, là vì mẹ cô ấy không thích anh, không chấp nhận anh. Không đúng, tất cả đều là bịa đặt. Bịa đặt? Vậy anh trả lời em đi, anh biết gia đình Dân ở đâu không? Anh có gặp mẹ cô ấy chưa? Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Anh có thể gạt người khác được, nhưng anh có gạt được bản thân anh không? Trong lòng anh là anh đang hoang mang bởi vì Dân bỏ đi mà không nói với anh lời nào, có phải hay không? Tại sao cô biết hết tất cả những chuyện của tôi và Dân vậy? Cô đang có dụng ý gì? Tại vì em quan tâm anh. Tất cả những gì liên quan đến anh em đều muốn biết. Thật khoan đường. Phải, quan đường lắm, nhưng mà em vẫn muốn làm đó. Chính bản thân của em, em cũng không biết em làm những điều đó để được gì nữa. Em cũng không biết nữa. Có lẽ tôi đang không hiểu những gì cô đang nói, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi và Dân. Dân ơi, Dân, giờ này chưa chịu dậy nữa. Dậy ăn sáng đi. Sao vậy? Tự nhiên cái nhìn Dân chằm chằm mà. Mới có một ngày không gặp Dân thôi, bộ mặt của Dân á nhìn khác lắm hả? Nè, bây giờ Dân có thể nói cho mọi người biết á là chuyện gì đã xảy ra hay không? Vì chuyện của Dân á mà cả đêm bà cũng mất ngủ luôn á. Dân có nỗi khổ riêng, không có nói ra được mà. Nỗi khổ gì á, cũng phải nói cho mọi người để cùng chia sẻ với Dân chứ.
Nhưng nỗi khổ của em có phải xuất phát từ anh không? Mời chị dùng nước. Cảm ơn. Tôi nghe chị Hai nói lại, chị là mẹ của cháu Dân. Đúng vậy. Chị tới nhà chơi bất ngờ quá. Với lại tôi cũng không nghe cháu Dân nói gì hết, cho nên không có sự chuẩn bị trước. Có gì mong chị bỏ qua cho. Bà không cần phải khách sáo. Tôi chẳng qua chỉ là một người bán cơm bình dân thôi. Chẳng qua là vì thương con nên tôi phải chịu nhục đến đây. Kìa chị, sao chị lại... Lời thật thì mất lòng. Có gì không phải, bà cũng đừng phiền. Đâu có người mẹ nào không thương con, đúng không? Em xin lỗi. Điều anh cần bây giờ là không phải muốn nghe lời xin lỗi của em, mà cái anh cần bây giờ là em xem anh có phải người yêu của em hay không. Em à, dù chuyện gì có xảy ra, anh sẽ đối mặt cùng em. Em phải tin anh chứ. Cô Dân ơi, cô Dân, có chuyện gì vậy anh? Dạ, bên nhà có mẹ cô Dân tới chơi, bà kêu tôi qua gọi cô Dân với lại cậu Nam về. Tôi không muốn con tôi càng lún càng sâu, thấy nó chết mà không cứu. Chị à, chị nói gì mà tôi chưa hiểu? Tôi đang nói về chuyện tình cảm giữa con trai chị và con gái tôi đó. Nhưng mà con chào bác. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con tưởng con bỏ nhà đi như vậy mẹ tìm không được sao? Con... Dạ thưa bác, con là Nam, là người yêu của Dân. Con xin lỗi vì mãi tới bây giờ con mới được gặp bác, và để bác qua nhà tìm Dân như vậy. Con xin lỗi. Tôi chưa từng nghe con gái tôi nói là có người yêu, càng không ngờ đó là cậu. Mẹ, con buộc mẹ làm như vậy đó. Cô tìm ai? Dạ, em tìm anh Quý. Thằng Quý không có đây, cô về đi. Anh à, anh làm ơn nói cho em biết đi. Hai tháng nay em không có tin tức gì của anh Quý hết. Thằng Quý nó vượt biên rồi, không về nữa đâu. Chắc không phải đâu. Anh Quý hứa với em là không có bỏ mẹ con em mà. Mẹ con em? Dạ. Gia đình tôi hỏi cưới cô hồi nào? Nè, cô có bầu với ai á, làm sao biết được? Đừng có vu oan giáo quả cái nhà này nha. Anh à, anh làm ơn thương giùm em. Bây giờ em không biết đi đâu hết, lại bụng mang dạ chữa như vậy, không có anh Quý em không biết làm sao hết. Cái nhà này không có làm từ thiện. Anh à, bây giờ em chết cũng không sao hết, nhưng mà còn đứa con trong bụng em, dù sao nó cũng là cốt nhục của anh Quý, là cháu ruột của anh. Em xin anh á. Nè, cô dạy thì cô ráng chịu, đừng đem cái bầu quan này á mà vu khống cho cái nhà này. Tôi nói cho cô biết, cái nhà này nè, không có cái giọng mà trôi sông lạc chợ đâu. Chẳng tôi nói cô biết luôn, thằng Quý nó có vợ bển rồi, không có về nữa đâu. Đừng có tìm cho mất công. Anh ơi, cô về đi. Bà đây là... Ông mau quên quá. À, gặp lại người quen cũ thì phải vui chứ. Tôi nhớ rồi, đúng là gặp lại cố nhân, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nếu không vì con gái tôi, cho dù đụng mặt ông ở đâu tôi cũng không chào đâu. Tốt, tôi với bà giống như người xa lạ, tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào đối với bà. Nếu biết nó là con gái của bà, tôi đã tống cổ ra khỏi nhà này từ lâu rồi. Kìa ông,
Ba, tuy là tôi không biết giữa ông và chị đây có mâu thuẫn gì trong quá khứ, nhưng dù có khúc mắc gì trong quá khứ đi chăng nữa thì cũng không nên để ảnh hưởng đến con trẻ chứ. Dạ thưa bác, con không biết là trong quá khứ bác với ba con đã xảy ra chuyện gì khiến cho bác ngăn cấm tụi con. Nhưng mà con đến với Dân bằng tình yêu chân thành, không gì có thể ngăn cản được tình yêu của tụi con đâu. Tôi không bao giờ chấp nhận cho con gái tôi yêu cậu, càng không bao giờ chấp nhận cho nó làm dâu nhà này. Tôi cũng không bao giờ chấp nhận đứa con hoang này làm dâu trong gia đình tôi. Dù hai người có cấm cản đi chăng nữa, con cũng sẽ cưới Dân làm vợ. Tôi nhắc lại, tôi không bao giờ chấp nhận cho con gái tôi lấy một kẻ mang trong mình dòng máu ích kỷ tàn nhẫn. Bác nghĩ bác làm như vậy là bác thương Dân sao? Nam, không được nói chuyện với người lớn như vậy. Chị à, thằng Nam nó cũng chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu của nó nên nó nói những lời không phải. Có gì chị bỏ qua nha. Thôi, mọi chuyện xong rồi, mời các người ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi là nhà làm ăn, tôi không chấp nhận thứ xui xẻo này. Ông à, con nghe chưa? Con chọn đi. Một là về nhà ngay bây giờ, còn không đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Chọn đi. Dân có suy nghĩ, có quyết định riêng của mình. Bác không nên ép một quấy như vậy. Vậy sao? Mẹ à. Em xin lỗi anh. Mẹ. Mẹ à. Dân, Dân. Ông. Dân. Em không nghĩ là hai bên lại gay gắt đến như vậy, nhưng mà em thấy Dân về bên đó theo mẹ là tốt đó. Cô, anh bình tĩnh đi. Bây giờ Dân về bên đó thuyết phục mẹ Dân dễ hơn, còn anh ở đây có thể nói với mẹ anh thuyết phục ba anh dễ hơn. Hai bên người lớn thấy anh với Dân đều đồng lòng, ngày nào đó cũng phải chấp nhận thôi. Chứ bây giờ Dân cãi mẹ qua đây giống như đổ dầu vô lửa thôi. Anh muốn liên lạc gì với Dân, anh có thể nhờ em hay là em bảo cũng được. Sao tự nhiên cô... Bình thường cạnh tranh với Dân hoài, nhưng mà thấy anh với Dân xảy ra chuyện thấy cũng tội. Em chỉ muốn cạnh tranh ngang sức ngang tài thôi. Mà anh có biết tại sao mẹ Dân không chấp nhận anh không vậy? Cô biết không? Cụ thể thì em không biết, nhưng mà em nghĩ ba anh biết đó. Anh đi hỏi đi. Hỏi đi. Hỏi để biết là anh không bao giờ tới được với Dân. Anh chỉ có một lựa chọn thôi. Dân nè, bây giờ tạm thời Dân cứ ở nhà đi, rồi tìm cách khác ha. Còn việc ở bên trang trại cứ để Bảo lo cho. Bảo, bây giờ chắc là anh Nam sốc lắm, Dân cũng không biết làm thế nào nữa. Bây giờ Dân chỉ biết trông cậy vào Bảo thôi à. Bảo nói chuyện với anh Nam, an ủi anh Nam nha. Dân ở đây khuyên nhủ mẹ. Nói anh Nam á là đừng có buồn. Nói anh Nam là Dân nhớ anh Nam nhiều lắm. Được rồi, Bảo biết rồi. Mà Dân nói nhiều quá sao người ta nhớ được. Bây giờ Dân phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ anh Nam với Dân chỉ biết trông cậy vào Bảo thôi à. Bảo làm ơn, Bảo nhớ giúp Dân chuyện này nha. Thôi được, Bảo biết rồi. Bình tĩnh đi hả. Dạ, con chào bác. Ai đây? Dạ, con là bạn học của Dân. Bạn học làm sao? Tới có chuyện gì không? Dạ con tới hỏi bài Dân thôi mà. Nè, mẹ cấm con qua lại nhà bên đó nữa nghe chưa? Mẹ. Mẹ con gì? Nói thì nghe đi. Thank you.
làm gì đây? Muốn uống rượu tiêu sầu hả? Thôi mà, uống á thì phải biết cách uống nha. Uống kiểu này á tiêu đời luôn á. Đi đây. Uống ra. Còn biết bao nhiêu việc cần giải quyết. Mày say rồi á thì ai lo? Dẹp hết đi. Không có giận tao không muốn làm gì hết. Mày nói gì mày nghe được á hả? Ở chút là chán đời bỏ hết. Bởi vậy Dân nói không có sai chút nào hết. Mày nói gì? Mày gặp Dân hả? Gặp ở đâu? Rồi Dân nói cái gì? Còn ở đâu nữa? Tao phải giả vờ qua học chung đó. Dân nói là mày đang căng thẳng, có thể sẽ làm chuyện dại dột. Kêu tao về đây á, canh chừng mày đây nè. Dân nói vậy hả? Chính xác á thì không phải vậy, nhưng tinh thần là vậy. Dân đang đau đầu, mày đừng có làm rắc rối thêm được không? Chứ tao phải làm gì bây giờ hả? Nhìn người yêu mình bỏ đi như vậy, lỗi không phải tại tao, lỗi không phải của Dân luôn, thì tại sao? Là sao? Dân nói cái gì chứ? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh chút xíu được không? Bây giờ Dân cũng chưa biết, đang tìm cách khai thác. Mày cứ từ từ đi. Dân hứa là sẽ quay lại, được chưa? Có chuyện gì vậy ông? Ông à. Hỏi cái gì mà hỏi? Nếu biết á, bà có giải quyết được cái gì không mà hỏi? Chuyện gì thì thôi, nhưng chuyện này có liên quan đến thằng Nam, nhất định tôi phải biết. Ông với người phụ nữ đó có chuyện gì mà tới nỗi coi nhau như kẻ thù vậy? Đồ cái thứ mặt hạng. Ngày xưa nó đem cái bầu tới ăn dạ, nó biểu tôi nhận là em dâu, nhận là cháu. Còn lâu. Có chuyện đó sao? Sao tôi chưa từng nghe ông nói? Thằng Quý đã chết rồi, làm sao biết cái bầu đó có phải của nó hay không mà nhận? Không lẽ bây giờ 10 người tới đây nói cái bầu của Quý, tôi phải nhận hết hay sao? Vậy có nghĩa là chị ta có một đứa con với chú Quý nhà mình. Vậy con Dân không lẽ... Trời ơi, nếu đúng như vậy thì con Dân đó là... Hèn chi chị ta cấm hai tụi nó quen nhau. Vậy là tụi nó là anh em chú bác ruột sao? Tôi không cần biết. Mà có phải hay không phải gì á, tôi cũng không nhận. Nhưng mà ông có thấy là hai đứa tụi nó quyết định tới với nhau hay không? Phải ngăn cản tụi nó, phải nói cho tụi nó biết không à? Tôi cấm bà đó. Chẳng lẽ ông có nhìn con mình đau khổ tới chết hay sao chứ? Bà đính đi. Biết có chắc là con của thằng Quý không? Nếu như không á, nói nó có, rồi tự nhiên á, mình bà con với cái thứ bạc hạng đó hả? Thì nếu không phải, hai đứa nó tới với nhau cũng được, có sao đâu. Bà điên rồi hả? Mình đi làm xui với cái thứ đó sao? Nhưng mà nếu phải, thì có nghĩa là ông đã chối bỏ đứa cháu ruột duy nhất của mình. Vậy em ông ở dưới suối vàng sẽ nghĩ sao đây? Bác cũng như cha mà sao ông nỡ? Mày im đi. Bà đừng giấu con nữa. Bà biết lý do tại sao mẹ Dân không ưa con mà. Bà nói đi chứ. Bà đã nói là bà không biết, con đừng hỏi nữa. Ông à, hay là ông nói cho con nó biết đi. Thà để nó buồn một lần còn hơn là để nó dằn vặt hoài. Tôi đã nói là tôi không biết, làm sao tôi biết được? Nó có phải là... Thôi, con không cần biết lý do làm gì. Con chỉ biết là bà không đồng ý, vậy là đủ rồi. Vì lý do gì mà ông ta lại ngăn cản Dân và Nam đến với nhau? Mình phải tìm hiểu mới được. Thank you.
gốc à? Anh không nhục trí đâu. Lần này hai đứa mình phải chiến đấu tới cùng. Người yêu của em rất bản lĩnh mà, đúng không? Đưa điện thoại cho mẹ. Điện thoại của con mà. Đưa cho mẹ. Nhanh. Mẹ. Dứt khoát đi. Không lưu luyến gì hết. Nghe chưa? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Quên hay không là quan trọng ở lòng con kìa. Càng kéo dài con càng khổ thêm thôi. Đã biết là không đi tới đâu thì dứt sớm đi. Vậy mẹ nói đi, tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ nói với con tất cả mọi chuyện đi chứ. Mẹ, vô ngồi. Dạ, dạ con chào bác. Nè. Tiệm Dân có gì quan trọng không? Nếu không thì để cho nó bán, nó đang bận lắm. Dạ, con gửi giáo trình cho Dân nên là con phải qua gặp Dân để con lấy lại cái giáo trình đó. Con xin phép bác. Nè, nói về nhà mình không mà giáo trình cái gì? Để cho nó bán, nó đang bận lu bù mà cứ làm phiền hoài. Trời mẹ. Gì? Dạ, vô bán đi. Mẹ, tại vì á, giáo trình á, con để trong láng, Bảo không biết, Bảo mới qua hỏi thôi mà. Bảo, chú lẹ đi. Nè. Chị cho tôi món này rồi, nha. Rồi, vô ngồi đi. Cho tôi dĩa gà kho. Dạ rồi, vô ngồi đi chị. Bảo ngồi đi, chờ Dân một xíu nha, Dân đi lấy nước cho. Thôi, khỏi khỏi, được rồi. Mà mẹ Dân á, đang nghe cuộc hơn Tào Tháo nữa. Ghê thiệt. Tánh mẹ của Dân là như vậy đó. Mẹ còn tịch thu điện thoại của Dân nữa kìa. Trời đất, thế kỷ 21 mà còn bất công vậy hả? Sao chịu được? Dân không muốn mẹ của Dân buồn đâu. Nhưng đâu nhất thiết dù gì cũng phải nghe theo mẹ đâu. Thôi nè, Bảo qua đây kiếm Dân có chuyện gì vậy? Bên trang trại có chuyện gì mới hả? Đây là gì cái này? Chị cái này nè. Mở ra xem đi. Vậy thì thần phải hỏi xem người mà ta yêu có muốn cùng ta thề ước hay không? Để ta hỏi xem. Chàng ấy trả lời rằng chàng ấy rất muốn được cùng nàng sống bên nhau hạnh phúc tới trọn đời. Vậy là tốt rồi.
Dù sao mày cũng làm được gì đó cho dân, tốt lắm rồi. Anh nghe nè. Chuyện gì vậy? Bộ có chuyện gì thì em mới gọi cho anh được hả? Em gái quan tâm anh không được sao? Tự nhiên em gái tốt bất ngờ, thấy hơi lạ. Anh sao rồi? Làm các cái đơ vui không? Em nói cái gì đó? Không phải anh đóng thế anh Nam qua lại với người anh yêu hay sao? Em đừng có nói bậy. Ai là người anh yêu? Cơ hội ngàn năm có một đó, tới rồi đó, chớp đi. Anh nói lại lần nữa, đừng có xen vào chuyện của anh. Nghe chưa? Mà sao chuyện gì ở đây em cũng biết hết trơn vậy? Ai thèm lẻo với em đó? Ai không quan trọng, anh lo cho anh đi. Cứ hèn như vậy á, mất cho mà coi. Rồi nay mai sao làm chuyện lớn được? Nè, đủ rồi nha. Em dám nói với anh vậy đó hả? Ông anh của em đã bắt đầu biết giận rồi đó hả? Vậy thì anh làm gì đó chứng minh bản lĩnh cho em coi đi. Tới chừng đó em mới tâm phục khẩu phục anh được. Nam. Mẹ. Mẹ mang đồ ăn đến cho con nè. Bên đây có người nấu ăn cho con rồi, mẹ mang qua đây chỉ cho cực vậy. Nhưng mà canh này ngon lắm á, con bỏ bữa hoài không có được đâu. Mẹ cứ để cho con, chừng nào đói con ăn cũng được mà. Nam à, mẹ biết là con buồn lắm. Mẹ càng nghĩ lại càng thấy thương hai đứa. Chuyện người lớn làm mà tụi con phải gánh chịu. Con không hiểu tại sao mẹ Dân lại vô lý như vậy. Mẹ biết không? Một phần cũng vì ba của con. Thì mẹ Dân cũng nói là tại ba. Nhưng con không biết vì sao ba làm gì người ta. Mẹ biết phải không? Nam à, ba con sai, mà mẹ Dân cũng sai. Sự thật là mẹ nói con đừng buồn nha. Con với Dân đúng là tụi con không tới được đâu. Ba, con qua trại rau làm gì? Con qua bên đó con coi tình hình thế nào mà. Để làm gì? Đó không phải là chuyện của con. Con à, đừng để tình cảm làm mất lý trí. Ba nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện tình cảm ở đây hả ba? Bộ ba không thấy hả? Con đang từng bước trả thù gia đình đó mà. Con giấu được ai chứ làm sao giấu được ba hả con? Ba nhắc lại, con đừng để tình cảm xen vào, nó sẽ làm con mất phương hướng đó, con biết không? Dạ. Đi về xử rượu đi con, đã tới lúc rồi. Đi đi. Chị Mai, đi ăn trưa hả? Có chuyện gì không? Chà, hôm nay chị mặc bộ đồ đẹp ghê nha. Cảm ơn nha. À, chị Mai, em nói nghe nè. Em có chuyện này muốn nói cho chị biết. Cái gì? Ông dám nói như vậy hả? Ông nói với em nhiều lần lắm. Ông nói với em để ông kiếm cách cho chú Thịnh đuổi ma ra khỏi công ty cho coi. Còn chị, ông khó ăn mà. Mai với ông tính không thù oán gì, sao ông lại hại Mai chứ? Chị Mai còn phải hỏi nữa, lúc trước chuyện gì chú Thịnh cũng giao cho ảnh,
không ai kiểm, dễ ăn. Giờ thì cái gì cũng mai mai, đương nhiên là ông phải tức rồi. À mà nè, chị Mai còn nhớ cái vụ 50 triệu tiền hàng vừa rồi không? Ừ. Nếu mà không có chị phát hiện á, thì số tiền đó vô túi của ảnh rồi. Ngày nào mà chị Mai còn ngồi vị trí đó thì ảnh bị kẹt cứng, không có cách nào bớt xén gì luôn. Đương nhiên là chị Mai phải thành cái gai trong mắt của ảnh thôi. Nếu như Mai không lầm thì anh Tính cũng là người đưa Hà vô làm mà. Sao bây giờ Hà lại phản anh Tính? Nói những chuyện này với tôi, Hà được gì? Hà không sợ anh Tính biết sao? Biết sao được, mình phải thức thời thôi. Bám đuổi theo người sắp chết đuối á, cho mình chìm theo luôn sao? Hà là người như vậy đó hả? Nếu chị là em thì chị cũng sẽ như vậy thôi. À, mà còn một chuyện quan trọng nữa. Nếu như chị Mai biết tận dụng thì sẽ kiếm không ít đâu. Ở đây chúng tôi có đủ cả, toàn hàng chất lượng của Ninh Thuận thôi. Anh có biết anh Tính bên Trường Thịnh không vậy? Tính à? Biết chứ, mối sộp của tôi mà. Mà cô là lính của Tính à? Dạ. Kiếm nho làm ruộng phải không? Thường thì người ta chỉ xài hàng thúi hàng dập, còn ở chỗ tôi toàn là hàng loại một thôi. Cô lấy bao nhiêu tôi bảo tụi nó đóng cho. Bây giờ hàng đang xuống, nếu như mà lấy loại một thì lỗ lắm. Lần này anh lấy hàng dạt cho em được không? Nè nè, cô có phải là bên Tính không vậy? Bên đó chẳng bao giờ lấy hàng dạt cả. Anh biết mà, tình hình kinh tế bây giờ khó khăn dữ lắm, tụi em phải sống nữa chứ. Anh cứ giao cho anh Tính nha. Giao cho Tính hàng dạt à? Ừ. Nhưng mà anh nhớ nha, anh viết hóa đơn cứ y như bình thường. Tức là cô lấy đồ dạt mà cô bảo tôi ghi hóa đơn loại tốt à? Ừ. Nè nè, cái này tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Ai mà kêu anh chịu trách nhiệm chứ, anh sẽ không bị gì hết. Nhưng mà bù lại, anh sẽ được một phần, đó là chi phí chênh lệch. Anh có hiểu không? Anh làm gì vậy? Có trộm. Trộm hả? Ăn trộm ở đâu? Ăn trộm đâu? Trộm đang ở đây nè. Em đã lớn nó trốn mất rồi sao? Làm gì có. Hồi xưa đến giờ ở đây làm gì có trộm. Anh nhìn lộn rồi đó. Anh thấy bóng người rõ ràng ở đây nè. Chân còn bị tật nữa. Hay là ma? Có ma kìa. Thôi đi anh đó nha, anh đừng có chơi trò hù em á, tối em ngủ không có được đâu á. Thôi đi, đi về trang trại đi, mau lên. Thôi được rồi, đi về trang trại đi, em không có đứng đây nói dốc với anh nữa đâu, em đi ngủ á. Em vô trước đi, vô trước đi, anh biết rồi, đi đi.